Rồi, đây là cái tủ mát này. Trước khi gửi đi thì em có test hết rồi. Đây, đó, toàn bộ đống như này này. Thì đang cắm điện test này. Thứ nhất là test bóng đèn này. Thứ hai test lạnh này. Lạnh cắm thì tầm nửa tiếng đến một tiếng thì bắt đầu nó mới mát nha. Đó. Bởi vì cái này nó không làm lạnh công nghệ nhanh được. Nó làm lạnh công nghệ là không tiếng ồn. Cho nên là cái làm lạnh sẽ hơi lâu thì. Và cái nút đằng sau là đừng có vặn. Đó, cứ để im mặc định của nhà sản xuất. Và cái cánh này tháo ra đơn giản lắm. Đây này, nếu mà nó bị sụp xịt thì có thể nắn lại nha. Cái này có thể đảo chiều được. Bình thường nó sẽ cửa mở thuận này. Đó, thì có thể mở qua được. Đảo cái chốt này qua đây này. Rồi xong rồi mở ngược qua thì mở từ bên kia ra được này. Còn với cách tháo thì đơn giản thôi. Đây, lật ngửa này xuống này. Thì ở phía sau này nó sẽ có là nó sẽ có một cái hai con ốc ở đây này, chỉ cần tháo hai con ốc ra là được. Đó, tháo hai con ốc ra này. Tháo ra là nhấc được cái bát này ra nha. Khi mà nhấc cái bát này ra thì để ý là nó sẽ có một cái bát này và một cái chốt như thế này và hai con núm đồng tiền này. Đó là phải giữ cất kỹ này. Còn cái cánh thì nhấc ra là được không? Đẩy xuống và kéo ra là ra được cái cánh luôn nha. Đó. Ra được nguyên cái cánh như thế này luôn. Và để ý ở bên trên thì sẽ có một cái chốt này. Đó, chốt này chưa? Có muốn tháo ra ở bên trên này nó có hai núm cao su này, đẩy ra nó sẽ có con ốc và sẽ rút ra được cái này. Đảo sang bên kia thì sẽ là đảo cánh thuận nhá. Đó. Cơ bản là như vậy. Và mặt phía sau bên dưới á nó có chốt ở đây này. Nếu mà giả sử bên này nó bể á thì có thể đảo ngược sang bên này. Đảo ngược cánh là được nhá. Rất là đơn giản thôi.